giới thiệu với các bạn đây là món ăn của người cá. Người cá là ăn dưa leo với chanh với muối. Đây là người cá Lexin. Và hôm nay người cá Tyrone qua người cá Lexin mời ăn món này đi hả? Rồi. Rồi, cảm ơn nhé người cá Lexin. Thử kìa. Cái rượu mới. Ngon quá ha. Em chưa đáp cái chua gì đâu. Đến nạt ăn không? Đến nạt. Đến nạt ăn không? Đến nạt ăn không? Đến nạt nói không ăn. Đến nạt nói muốn ăn thằng lành. Nhưng mà nó không thích ăn thằng lành. Nó điếc. Rồi nó để đó. Hửi hửi. Rồi đi. Tắt thằng lành. Thứ hai. Ừ. Mẹ có xong đâm lình. Mẹ mua cho con nha. Trời, món này ngon quá ha. Người cá lá xin nì ha. Trời ơi. Người cá lá xin nì ăn xong rồi biến hình nàng tiếng cá luôn rồi sao? Nhầm nhầm. Người cá Leslie ăn xong biến hình nàng tiên cá luôn rồi kìa. Bộ ngon lắm hả mà biến hình nàng tiên cá luôn vậy. Ngon không? Người cá làm vẻ mặt thích thú đi. Một ngày ăn mấy dĩa như vậy? Thường thì 2 dĩa. Ăn như vậy có lợi ích gì không? Ờ. Rồi có gì? Giữ rất là sức khỏe. Giữ sức khỏe rồi có dưỡng da không? Có. Da đẹp không? Cho rò thử thôi. Cha, da người cá đẹp thiệt ta. Chắc đem lên cái chảo chiên ngon lắm à. Cá này là cá gì vậy? Cá kim cương. Wow. Wow, người cá uống nước chanh hay quá vậy ta. Ngon không? Đúng là người cá thiệt sự rồi. Rất là ngon luôn hả? Ngon lắm. Lần sau người cá nhớ giới thiệu cho các bạn món ăn mới nữa nha. Để các bạn biết bí quyết trẻ, đẹp và khỏe giống như người cá Lexin nha.